chuông sau năm thập kỷ. Lần đầu tiên sau năm thập kỷ, một ngôi thánh đường công giáo lớn nhất đổ chuông lễ Chủ nhật ở thành phố Kashmir, nơi có đa số là người theo Hồi giáo của Ấn Độ. Giáo dân thuộc cộng đoàn công giáo nhỏ bé Sri Lanka đã tụ họp tại ngôi thánh đường thánh gia 120 tuổi và tổ chức lễ lắp quả chuông mới nặng 231 pound, tức khoảng 105 kg. Quả chuông cũ của ngôi thánh đường này đã bị mất trong một cuộc tấn công đốt phá. Theo hội đồng giáo xứ, thánh đường và tháp chuông bị phá hoại trong một cuộc tấn công của những người biểu tình phản đối cuộc chiến Trung Đông hồi năm 1967. Ông Sinayrath thuộc hội đồng giáo xứ cho biết, quả chuông bị hư hại nặng và bị dỡ bỏ trong vụ việc. Quả chuông đã không được lắp lại trong những năm qua do cộng đoàn không đủ nguồn lực để mua chuông mới sau vụ hủy hoại ấy. Ông Rath nói rằng, một trong gần 30 gia đình công giáo sống ở Sri Lanka đã quyên tặng quả chuông. Nhiều người đến từ các tôn giáo khác như Hồi giáo và Hindu giáo cũng đi dự lễ hôm Chủ nhật. Charon Matthews, linh mục chính xứ cho biết, buổi lễ hiệp nhất này đã thể hiện nền văn hóa đa dạng truyền thống của Kashmir. Và nên thông điệp rõ ràng ở đây là, chúng ta là một, bất kể theo đạo nào. Về căn bản, chúng ta đều là con người. Đây là thông điệp mà mọi tôn giáo nên tuyên bố với thế giới ngày nay vì những chia rẽ và bạo lực nhân danh tôn giáo. Ấn Độ và Pakistan cùng quản lý một phần Kashmir, nơi cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ lãnh thổ dãy Himalaya. Các nhóm phiến quân đã nổi dậy từ năm 1989 để khu vực do Ấn Độ quản lý có thể tuyên bố độc lập hoặc sáng lập với Pakistan.